chào mọi người nha. Các anh chị và các bạn khỏe không? Alo, chào các chị và các bạn. Chị và các bạn biết không, hôm bữa Ly đi xuống ba của Ly á, xin được ba cái dây lát xăm. Ba của Ly ương cho Ly nè. Bây giờ nó đã ra đọt rồi. Ly đem về nhà ông xã Ly trồng vào trong một cái chậu, rồi để cho ảnh làm một cái gì đó cho nó leo lên. Quyết định là ảnh phải làm cho nó leo rồi, chứ cầm ba cái cây này đâu có được. Ừ, tháo ra thôi. Rồi làm cái dây cho nó leo lên, không sao hết. Đúng rồi, rồi ảnh sẽ chế hay là làm gì đó để cho ba cái dây này leo lên. Bà xã lấy máy cưa mấy cây giùm anh đó. Em hả? Em thì anh nói bao nhiêu lần rồi, em à, người ta thường gọi là vợ thằng đậu, nhưng mà em còn tệ hơn vợ thằng đậu nữa là không. Vợ thằng đậu giỏi chứ vợ thằng trường mới dở. Cái này là đúng luôn, ai nghe câu này cũng nói đúng á. Vợ thằng đậu giỏi lắm à. Nói vậy thôi chứ vợ thằng đậu đâu có tệ bằng Ly đâu. Lá cẩm phải không? Lá xăm. Lá xăm hả? Lá xăm ở bên Mỹ này rất là khó kiếm nha mọi người. Sao em kiếm được hay vậy? Cái này ba của Ly á, sưu tầm hả? Sưu tầm do là có nhiều bạn lớn tuổi á, nhiều người bạn cùng tuổi, rồi nhà có vườn đó, rồi cái xin được một dây về, cái ba Ly chiết ra thành hai dây, bây giờ chiết ra ba dây cho Ly. Chứ đi vô mấy cái tiệm cây giống Việt Nam á, Ly đi rất là nhiều tiệm nhưng mà hỏi cây lá sâm thì không có. Cái này dễ sống không? Dễ, giống như lá mơ vậy đó. Cuốn quá trời luôn này, chắc ba cuốn á. Ba cuốn á, tại vì dưới ba đâu có cây gì đâu, chỉ có mấy cây khô thôi. Khoan khoan, nhổ luôn hai cây dây kia rồi làm luôn lửa. Nhổ rồi. Mình bỏ nó xuống xong rồi mình mới làm cái cây cho nó leo lên, cho nó mình mới cuốn sao? À, bây giờ thì Ly được 3 dây, nhà của chị Ly được 2 dây, ba đang ương. Rồi dây lá mơ em không lấy thì ba khỏi ương để chị Nga lấy cái đó. Có hai đứa con tối ngày quần ông già miết à. Mà không cho gì ăn hết á, cái quần không à. Ba cái Ly bây giờ lớn tuổi cũng ăn cũng phải kỹ lưỡng, cho nên muốn cho gì cũng phải hỏi cái nào ăn được, chứ đâu phải giống như mình còn trẻ cái gì cũng ăn đâu. Ăn chỉ ăn được cá với nói, thịt gà ba thôi. Chỉ ăn được kho quẹt rồi thôi, mấy cái thịt heo quay đồ tôm hùm đồ là không được ăn, nó cao máu. Đúng rồi, phải không? Thật sự như vậy luôn, chỉ ăn được ít gà với là cá thôi. Thật sự vậy, kỳ vậy, ba thì em nói vậy được mà anh cũng vậy nữa. Em nói kho quẹt ăn được, ăn tôm hùm được cao máu, em không chịu mua cho anh. Mọi người coi đó, bây giờ ảnh lấy ba ra nói ngồi vòng cuối cùng anh muốn đòi ăn ngon. Ghê anh thì đâu chứ. Phải ba đâu. Rồi bây giờ mình trồng nó vô đây rồi nè. Anh đủ đất không vậy? Đủ rồi, trời ơi, đất này dư luôn. Are you sure? Đó nè, đất quá trời nè. Chắc dư cũng luôn. Được hả mọi người ha? Dư thùng đất luôn. Cái làm vàng leo. Coi ông xã Ly làm vàng leo cho lá sâm nha mọi người. Kiếm được hai cái cây cây dũng nè, cây gì công công nè,
Cây gì mà giống thanh dường quá vậy? Hồi xưa tháo cái đồ đó nó còn dư lại để kiếm thêm mấy cây. Giờ mình lấy một cây ở vô chính giữa xem cái thùng này bao nhiêu. Sáu. Né né anh chút để bụi. Tại phải cắt gốc này ra mà. Cưa tự chế nè. Để mình chẻ mấy cái này cho nó làm vàng cho mỏng lại. Cho nó mỏng lại, cho nó nhỏ lại. Sao tự nhiên có hai cây cong cong ở đâu ra hay vậy ta? Lẫm. Lẫm hả? Ừ. Giống như thanh vườn của ai đó bỏ. Ốc thì dài quá. Lẫm. Lẫm em. Dạ đi. Cây á, cây giống thì đi sinh đi đổi, rồi cây á thì đi lụm, ghê thiệt chứ. Đó giờ mình chế cái vàng cho nó leo nè, dễ thương á. Ý hồi nãy em nhắc tới cái cánh quạt thì ra là anh làm cái cánh quạt này á, anh biết ở ngoài kia nó cũng làm giống đại khái giống vậy, đáng là ba mấy bốn chục đồng nữa. Bảy mấy đâu. Cái gì mắc dữ vậy? Ờ. Nhưng mà nó dài, nó bự hơn anh. Thì tại mình cưa bỏ thôi. Tại mình làm theo cái vàng của mình. Mình không muốn nó bự thì mình... Nãy anh cưa bỏ quá trời luôn. Còn này thì anh làm nhỏ nhỏ thì khoảng ba mấy bốn chục thì được. Nhưng mà nếu mà mình làm được ở nhà mình xếp được nhiều tiền hơn. Ừ. Giống như hai vợ chồng Ly đi lụm cây về làm ha. Bỏ chút công ra. Nói vậy. Cây bây giờ ra mua mắc. Nói vậy thôi chứ giờ mua gì cũng mắc hết trơn. Phân cũng mắc. Làm thì ít tiền, xài thì nhiều. Kiểu làm dàn leo bá đạo của ông xã Ly. Bá đạo đúng không? Ừ, muốn làm gì làm à. Giờ anh nói cái vườn của nhà Ly tùm lum tà la rồi. Các anh chị và các bạn nào ở gần khu Lido Sài Gòn muốn cây nào Ly bán cây đó cho bớt coi. Nhà mua cây về trồng không sống rồi bán. Trồng còn chưa sống nó đòi bán rồi. Bán bớt đang Ly có chỗ trồng coi, ảnh là làng là sớm quá. Mất đất, xúc đất. Xúc đất ra bán chứ có cây gì đâu bán. Đất mình cũng thiếu nữa anh nói chuyện. Làm sao có mà bán, toàn là đi mua con. Tắt trời quá à.
xíu là có cái vàng rồi. Vậy rồi nó leo làm sao ta? Không biết, để mình gắn vô xong mình mới biết. Nó leo làm sao kệ nó, thì mình cứ cuốn cho nó em. Để nó ra lá mà, mình cuốn nó. Hồi nãy thấy ba cuốn không? Mình để nó vô xong rồi mình cuốn. Thì theo mình cuốn kiểu gì nó mình phải giúp thôi. Nó rồi ha, chứ ừ. Nó tự leo em không mình biết leo kiểu gì. Trời này đi giao luyện phim trưởng à. Đi vô. Xe mặt qua đây, xe mặt qua đây. Xe mặt anh hả? Xe mặt qua đây, qua đây. Tạo dáng cho cho dây lá sâm coi. Cuốn đi. Chưa, trời ơi còn nóng đinh nữa mà. Nữa hả? Nó ngã đâu. Ồ. Giữ chết quá. Sao anh nhiều trò mệt quá vậy? Thế vậy nó rớt sao? Cho nên người ta chế sẵn người ta làm. Để cho nó vô rồi người ta đóng đinh lại đàng hoàng chứ. Rồi anh làm xong rồi em kéo ra trước em để $50. Nó nói ẹ. Vừa có cây giống rồi vừa có. Đâu mình phải phải có quá sờ nó mới cứng được thấy không? Vừa có dàn leo. Chậu đồ luôn $50. Rẻ sình. Quá sờ có quá sờ mới được. Hay là vậy đi anh. Biết là vườn của mình nhỏ, giờ mình trồng cây mình bán đi. Đã với nó nhỏ rồi còn trồng cây bán nữa. Nhỏ rồi sao còn bán nữa. Bây giờ anh về. Em lấy order. Anh chị nào muốn trồng cái gì á, bắt đầu nói ly ly trồng. Không, bây giờ em chuyển qua làm mấy cái vàng đi. Ờ, đúng không? Trồng cây mình trồng không có tốt, không có gì để bán hết trơn á. Nói các anh chị nào bây giờ các anh chị nào muốn làm gỗ làm gì làm đại đại không? Nghĩ có chỗ nó chưa hết nói luôn. Bây giờ nó cứng rồi thấy chưa? Với hai vợ chồng của mình. Bây giờ leo thoải mái luôn. Bây giờ mình cuốn cho nó đi. Dạ giúp Lily nha mọi người, các anh chị và các bạn nào mà muốn cái nhưng mà anh vợ anh để coi anh chị và các bạn nào muốn order cái xe lưu động cho Ly số phone để chỉ cái vàng leo như thế nào. Chậu 2 tầng hay ở khung 2 tầng gì đó cứ order rồi Ly cho giá ok được ông xã Ly làm đem tới tận nhà. Ý mà xe đâu mình định đem bảy không được. Mình không có xe. Mướn xe. Chàng ơi, thua lỗ nặng luôn. Mướn xe. Anh làm mấy cái nhỏ nhỏ này thì được, chứ mấy cái vàng giống như vàng bự bự không được rồi. Thôi cũng cuối cùng tính đi tính lại không cái nào work hết. Không có nào có lợi hết. Không có nào lỡ hết rồi. Giờ như vậy làm xong giống vậy nè. Anh chị nào muốn cái chậu này Cứ lại lấy khỏi bỏ cửa. Rồi lấy rồi cho biết nhiêu tiền kinh lấy. Cười quá à. Tìm cách kiếm tiền khó quá anh ơi. Tự cho nó. Mình làm cho nó cuốn lên nó ngàn áo.
cuốn lên xong rồi nó khi nào nó có ngọn cuốn cho xuống, cuốn cho xuống à. Xuống hết rồi cuốn cho lên chứ cuốn giờ... vòng vòng đó được rồi, tại mình cần lá thôi mà. Mắc cười quá à. Đó thấy chưa, giờ cuốn lên đẹp nữa. Cái thùng này nó có lỗ sẵn rồi, dưới ở dưới đáy nó có lỗ rồi. Rồi qua đây. Here we go. Nói không? Ờ. Leo đi nhé. Rồi bây giờ à, anh chị nào coi lại nói là giống Nhật nữa. Cái quạt giống Nhật quá hả? À. Thôi kể mấy anh nó nói sao nói mình ai, ai bàn bàn cái bàn bàn vô á. Bàn vô thì mình nghe mình còn học hỏi, còn bàn ra hồi kệ họ đi. Có sao đâu. Ở nhà mình làm thôi. Đúng không các anh chị? Ai bàn vô thì mình góp ý kiến thì mình theo, còn ai bàn ra thì miễn đi. Đâu có sao đâu, nhức đầu. Nè. Vậy chứ nó ra lá đẹp lắm à. Yeah. Đúng không? Đúng rồi. Đó nó ra đá xung xe là đẹp lắm. Chờ vài ngày đi rồi em quay lại coi. Xong rồi đó các anh chị và các bạn. Giờ đi dẹp đồ trường. Cảm ơn các anh chị và các bạn xem cho video nha. Các anh chị và các bạn yêu thương Lily và anh Trường thì đừng quên đăng ký, subscribe, like và share để Lily và anh Trường có nhiều video khác chia sẻ cho mọi người xem cho vui. Lily và anh Trường chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau nha.